Hello anh em, trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta tạo ra một cái nét bút ở trong Photoshop giả làm ánh sáng mặt trăng này như nào. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới và anh em sẽ tạo ra cho mình một cái layer mới. Anh em bấm là Ctrl Shift N này, anh em bấm là OK. Rồi anh em dùng cho mình cái phím tắt là M hoặc là anh em tích vào đây, chọn vào cho mình cái chế độ là Rectangle này. Anh em tạo ra một cái hình chữ nhật là như này, rồi và anh em xét đủ cái màu đen vào. Màu đen nó đang nằm ở phía dưới thì anh em bấm cho mình cái phím tắt là Ctrl DT. Nếu cái màu đen mà nó đang nằm phía trên là như này thì anh em bấm cho mình phím tắt là Alt DT. Đó, rồi OK. Sau đấy anh em bấm phím tắt là Ctrl D để chúng ta tắt cái vùng chọn này đi. Tiếp theo anh em bấm phím tắt là V này để đưa về cái chế độ là di chuyển này, bấm là V. Rồi sau đó là chúng ta sẽ là giữ phím Alt và tích và giữ chuột trái để chúng ta copy cái màu đen này, chúng ta copy nó xuống như này. OK, tiếp theo anh em cũng giữ phím Alt tích và giữ chuột trái, chúng ta copy nó xuống thêm một cái nữa là như này. Rồi và ở trong cái bảng layer này chúng ta sẽ là tích giữ Ctrl tích vào những cái layer là như này, hoặc là anh em tích cái layer đầu này, giữ shift tích cái layer cuối này. Chúng ta sẽ copy ba cái layer này sang bên phía tay phải, anh em giữ phím Alt và chuột phải này, tích và giữ chuột trái, sorry, anh em sẽ là giữ thêm cả phím shift nhá, anh em giữ phím shift này đó để chúng ta copy thẳng hàng, anh em copy nó sang bên này như này. OK, tiếp theo chúng ta sẽ là giữ Alt tích và giữ chuột trái, chúng ta copy nó sang một phát như này nữa, anh em nhớ là giữ phím shift nha. Rồi sau khi mà anh em copy xong thì anh em sẽ tích vào cái layer ở trên cùng và anh em giữ shift tích vào cái layer ở phía dưới cùng để chọn hết tất cả, và anh em bấm là Ctrl E để chúng ta gộp hết tất cả thành một cái layer, và anh em bấm cho mình là Ctrl T để chúng ta là thay đổi cái những cái hình này. Anh em giữ cho mình cái phím là Ctrl Shift Alt này, và anh em đưa cái con chuột vào góc phía dưới bên tay phải và anh em kéo nó xuống để chúng ta thay đổi được cái hình dạng của cái nét bút của chúng ta là như này. Rồi và sau đó anh em bấm Enter này, chúng ta sẽ chuột phải vào layer, chọn vào cho mình là Convert to Smart Object để chuyển cái dạng layer này thành là cái layer thông minh, và anh em vào bảng filter này, anh em chọn vào Blur, chọn vào cho mình là Gaussian Blur. OK, và ở cái Gaussian Blur này là để chúng ta là cho cái nét bút của chúng ta nó sẽ là cái nét bút của chúng ta ấy là nó sẽ là mờ đi một chút ở đây. OK, mình sẽ cho nó mờ đi là như này, mình bấm nó OK này, và sau đó anh em sẽ tắt cái background này đi, tắt nó đi, và anh em vào Edit này, chọn vào cho mình là Define Blur Preset này, rồi và anh em đặt tên, ví dụ mình sẽ đặt tên cho nó là ánh sáng, và mình bấm nó OK. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay sang cái file mẫu của chúng ta ở đây, và anh em sẽ tạo ra cho mình một cái layer mới, anh em bấm Ctrl Shift N này. OK, bấm OK. Rồi và chúng ta ở trong bảng Normal này, anh em chọn luôn cho mình là chế độ là Overlay. OK, và sau đấy là chúng ta chọn vào cái chế độ bút này, anh em sẽ giữ phím tắt là Alt chuột phải, chúng ta sẽ là thay đổi cho nó cái nét bút nhìn cho nó phù hợp, và anh em nhớ là chúng ta vẽ màu trắng này, anh em tích chọn vẽ màu trắng nhá, anh em tích chuột trái một cái này, đó nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu ứng là như vậy. Và anh em muốn là cái hiệu ứng của chúng ta nó to hơn đấy, hoặc là cái ánh sáng nó to hơn thì anh em bấm phím V này di chuyển, và anh em bấm Ctrl T, chúng ta có thể là giữ shift chúng ta kéo này cho nó sang bên này, hoặc là anh em sẽ là phóng cho to lên như này chẳng hạn, đó ví dụ vậy. Đó thì đấy là cái cách mà để chúng ta tạo ra một cái nét bút ra giả dạng là ánh sáng mặt trăng ở trong Photoshop. OK, và chúc các anh em thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.